À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách ngữ văn lớp 8, kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời các câu hỏi trong mục đọc văn của chuyên đề tìm ý nghĩa của trần lịch sử. Cấu trúc bài của chúng ta sẽ gồm có 4 phần, đó là trước khi đọc, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đọc văn bản. Sau đó chúng ta sẽ cùng cô giải quyết các câu hỏi ở mục 3 nhỏ sau khi đọc. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi liên hệ, viết kết nối với đọc ở phần 4. Trước tiên là chúng ta cùng đi vào phần 1, trước khi đọc. Các bạn chú ý theo dõi câu hỏi ở trang 67 cho cô. Yêu cầu ở đây đó là sách văn học hấp dẫn đối với nhiều người, trong đó có thể có em. Điều gì đã tạo nên sức cuốn hút ấy? Ở đây là một câu hỏi mang tính chất liên hệ cá nhân, thì chúng ta có thể nêu ra bất cứ một lý do khiến cho chúng ta cảm thấy sách văn học trở nên hấp dẫn với bản thân mình. Chúng ta có thể lấy lý do ở đây đó là những từ ngữ được trau chuốt kỹ càng, hoặc là những ý nghĩa ẩn dụ phía sau câu từ. Và có những bạn thì sẽ thích đọc sách văn học vì lý do là cảm nhận được những bài học nhân sinh rút ra từ tác phẩm, nó mang ý nghĩa. Chuyển sang câu hỏi số 2 ở trang 67. Có những tác phẩm văn học cần được đọc đi đọc lại nhiều lần. Theo em, thực tế đó nói lên điều gì? Cô tin chắc rằng là đến thời điểm này chúng ta cũng đã có một số trong cuốn sách mà chúng ta cảm thấy khi mình đọc lần đầu, mình chưa thực sự hiểu sâu về nó. Và nếu như các em đọc lại một số lần nữa thì các em sẽ thấy bản thân thấu hiểu cũng như là nhận thức ra được nhiều điều phong phú về cuốn sách. Vậy thì những tác phẩm văn học khi được đọc đi đọc lại nhiều lần cho thấy rằng là tác phẩm ấy mang theo rất nhiều tầng nghĩa khác nhau và cũng có thể gợi ra nhiều cách hiểu, cách hình dung khác nhau. Cho nên phải đọc đi đọc lại thì mới có thể hiểu cũng như là khám phá được hết những ý nghĩa ấy. Mỗi lần chúng ta đọc lại thì chúng ta sẽ đều phát hiện ra thêm một điều thú vị. Cho nên chúng ta đừng ngại khi mà đã đọc xong rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục đọc lại một lần nữa. Bây giờ cùng cô chuyển sang nội dung ở trong phần 2 nhỏ đọc văn bản. Hãy chú ý cho cô cách dẫn dắt vấn đề của tác giả ở đây, đó là sử dụng cách dẫn dắt trực tiếp. Hai là tác giả quan niệm đọc văn là gì thì các em sẽ khái quát lại cho cô. Tác giả quan niệm đọc văn là thông qua văn bản văn học mà đọc hiểu được thế giới và cuộc đời, đi tìm ý nghĩa nhân sinh, ý nghĩa cuộc đời qua văn bản văn học. Ba là các cách diễn đạt, vì thế mới thực sự là, vậy nên, thực tế cho thấy, có tác dụng gì? Chúng ta thấy ở đây các cách diễn đạt này thì đều có tác dụng liên kết câu văn và tăng tính thuyết phục cho các cách lập luận được nêu ra. 4. Theo tác giả, đọc văn là cuộc chơi. Phải chăng đã tham gia chơi thì phải tôn trọng luật của nó? Chúng ta có thể đưa ra quan điểm về ý kiến này. Ở đây, tác giả đưa ra cái quan điểm này đó chính là cần tôn trọng luật của nó, tức là dựa trên cấu tạo của văn bản để đọc hiểu, không bị lạc đề hay hiểu quá xa nội dung được nhắc đến. Mặt khác thì người đọc cũng có quyền liên tưởng và lý giải, miễn sao là không phương hại đến tính toàn vẹn của tác phẩm. 5 là chú ý cho cô cách lý giải của tác giả về sự hóa thân của người đọc trong quá trình đọc văn bản. Khi chưa đọc thì văn bản in chỉ là một sự vật, một khách thể vô hồn, nhưng khi đã đọc thì dần dần khách thể đó sẽ biến mất. Sách thì vẫn còn đó, nhưng đồng thời lại biến mất để nhường chỗ cho thế giới hình tượng. Sách từ bên ngoài chuyển vào trong nội tâm người đọc. Người đọc sẽ hóa thân vào nhân vật trong sách để cảm nhận cũng như là hiểu được ý đồ của người sáng tác. 6 là cách nêu bằng chứng trong văn bản này có gì khác với văn bản nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam. Chúng ta có thể thấy trong văn bản nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam, dẫn chứng được liệt kê thì dày đặc hơn, xuyên suốt các đoạn văn trong văn bản. Đến với văn bản này, số lượng dẫn chứng ít hơn và phân bổ tập trung hơn. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng cô đi thực hành đọc và trả lời những câu hỏi ở trong phần 3 sau khi đọc. Nội dung chính của văn bản đọc của chúng ta đó chính là bàn luận về ý nghĩa của việc đọc văn. Câu hỏi số 1 ở trang 69. Luận đề của văn bản
đọc văn, cuộc chơi tìm ý nghĩa là gì? Nhớ cho cô luận đề là vấn đề chính, vấn đề tập trung nhất của văn bản, để từ đó chúng ta có thể định hướng chi tiết cụ thể hơn. Vậy thì ở trong văn bản này thì luận đề đó chính là quá trình đi tìm ý nghĩa của văn bản thông qua hoạt động đọc. Chuyển sang câu hỏi số 2, em hãy chỉ ra các luận điểm cho tác phẩm. Các luận điểm đó có tác dụng làm rõ những khía cạnh nào của luận đề? Câu hỏi số 2 này thì có hai yếu tố, hai vế rất là rõ ràng. Thứ nhất là chỉ ra luận điểm. Các em lưu ý luận điểm là những ý kiến chính mang tính khái quát trong một đoạn văn. Và thứ hai là nêu tác dụng của luận điểm. Chúng ta sẽ xem xét xem là với những luận điểm đó thì đã góp phần làm nổi bật điều gì, làm nổi bật vấn đề gì của luận đề. Câu gợi ý cụ thể ở đây, các luận điểm trong tác phẩm thì gồm những luận điểm như sau. Văn học có đặc điểm quan trọng là có ý nghĩa, nhưng đó là ý nghĩa tiềm ẩn. Tiếp theo là người ta xây dựng nên nhiều lý thuyết và phương pháp để nắm bắt ý nghĩa. Tiếp theo nữa, đó là ý nghĩa của văn học không chỉ nằm trong văn bản, mà còn nằm trong mối liên hệ nhiều mặt giữa văn bản, mà còn nằm trong mối liên hệ nhiều mặt giữa văn bản với cuộc đời. Luận điểm nữa, chúng ta có thể thấy tác phẩm văn học và đọc văn thật sự là một hiện tượng diệu kỳ. Và cuối cùng, đọc văn là nền tảng của học vấn và cũng là nền tảng của học văn. Từ đó chúng ta có thể rút ra việc nêu tác dụng của các luận điểm đã góp phần là làm rõ và chứng minh các vấn đề, ý nghĩa khác nhau của văn bản nhằm hướng tới các khía cạnh khác nhau của luận đề về mặt ý nghĩa cũng như lý thuyết. Chuyển sang câu 3 ở trang 69, yêu cầu câu hỏi như sau. Tác giả cho rằng ý nghĩa của tác phẩm văn học thường không cố định. Câu văn nào trong văn bản giúp em hiểu rõ về vấn đề này? Chúng ta có thể thấy ở đây, tác giả đưa ra câu nói này thì chúng ta có thể minh chứng bằng một câu văn. Ý nghĩa văn bản không chỉ nằm trong văn bản mà còn nằm trong mối liên hệ nhiều mặt giữa văn bản của cuộc đời. Từ đó thì đã giúp chúng ta hiểu rõ về vấn đề này. Tuy nhiên thì có thời người ta hiểu ý nghĩa văn bản là cái cố định, mang tính đơn nhất. Chỉ cần ai đó có tài phát biểu một câu nắm hết hồn vía thì ý nghĩa đó sẽ được đưa ra là ý nghĩa chung của tất cả mọi người. Chuyển sang câu hỏi số 4 ở trang 69. Trong văn bản, các từ ngữ như chơi trò, trò chơi, bố tim, chơi được lặp lại nhiều lần. Với từ ngữ đó thì tác giả lý giải như thế nào về việc đọc văn? Chúng ta có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này dựa trên việc lặp đi lặp lại những cụm từ đó. Tác giả đã lý giải việc đọc văn thì sẽ giống như là chúng ta đang tham gia một trò chơi. Mà trò chơi đó thì chúng ta sẽ làm quản trò. Việc đó thì giúp xóa bỏ ranh giới giữa ta, tác giả và chính người đọc. Không phải đệm nhạc mà đã trở thành người chơi tác phẩm trên bản nhạc đó. Mà bản nhạc vui hay buồn thì sẽ tùy thuộc vào người chơi và chơi theo những cách khác nhau để cảm nhận và thấu hiểu được. Tiếp tục là câu hỏi số 5 ở trang 69. Luận điểm, cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc ở đoạn 3 đã được tác giả làm sáng tỏ như thế nào? Em hãy bổ sung một số bằng chứng lấy từ trải nghiệm đọc của chính mình. Chúng ta có thể thấy luận điểm cuộc chơi đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc thì đã được tác giả làm sáng tỏ bằng việc là đưa ra nhiều tầng nghĩa, đa nghĩa mơ hồ, không dễ tóm lược được bằng một câu nhận định hay một công thức nào đó. Không ai có thể đọc tác phẩm một lần là xong, vì vậy nên cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết vẫn luôn là một ẩn số và luôn được đào sâu tìm kiếm các tầng nghĩa khác nhau. Một số bằng chứng lấy từ trải nghiệm đọc của chính mình thông qua tác phẩm như là Chí Phèo. Trong tác phẩm, chúng ta thấy tác giả đã xây dựng một hình tượng nhân vật rất là đặc biệt. Chí Phèo là một nhân vật mang rất nhiều ẩn số. Cuộc đời của Chí Phèo là một loạt những câu hỏi. Những câu hỏi ấy không ai trả lời cho Chí Phèo. Và chính cái xã hội thối nát bây giờ thì sẽ cho chúng ta câu trả lời. Chí Phèo vừa là một tên nát rượu, côn đồ, làm loạn xóm làng. Nhưng hắn cũng lại là một kẻ đáng thương do đã bị xã hội đẩy ra bên ngoài cuộc sống. Hắn không được coi là người nữa, không được hòa nhập và xã hội loài người sau khi mà hắn ra tù. Và có lẽ là do hắn bị đẩy vào bước đường cùng nên hắn mới túng quẫn
và xảy ra cơ sự như vậy. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 6. Trong đoạn 4 thì có câu, thưởng thức văn học cũng có quy luật. Câu văn đó nhắc nhở em điều gì? Chúng ta có thể thấy qua câu thưởng thức văn học cũng có quy luật thì đã nhắc nhở chúng ta về cách cảm nhận văn học một cách tuần tự giống như một bản nhạc. Chúng ta cần lắng nghe những lời nhạc từ khi bắt đầu dạo nhạc cho tới khi mà vào điệp khúc và cũng chú ý cho tới hồi kết. Từ đó thì người đọc mới có thể thấm thía từng lời nói, từ ngữ của văn bản mà tác giả muốn gửi gắm, muốn trò chuyện, kết nối với người đọc và để có sự tương tác nhất định theo từng quy luật riêng. Ở câu hỏi số 7 thì chúng ta chú ý cô yêu cầu đọc lại đoạn 5 và cho biết vì sao tác giả quan niệm tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kỳ. Giọng văn trong đoạn 5 có gì khác với những đoạn còn lại? Chúng ta hãy dành một ít phút để chúng ta đọc lại đoạn này và chúng ta sẽ lý giải cũng như là trả lời những câu hỏi, giải quyết đầy đủ các yêu cầu trong câu hỏi số 7. Cô gợi ý cho chúng ta ở câu này như sau. Đọc đoạn 5 và ta thấy được tác giả quan niệm tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kỳ. Giọng văn trong đoạn 5 thì khác với những đoạn còn lại ở điểm. Giọng văn trong đoạn này thì mang tới nhiều lời tâm sự, chia sẻ của tác giả tới người đọc. Cụ thể như sau. Làm sống dậy và cụ thể hóa thế giới hình tượng tồn tại tiềm tàng trong tác phẩm. Chuyển hóa nó thành câu chuyện của chính bản thân người đọc. Buộc người đọc phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ về nó. Cũng có nghĩa là bận lòng, bận trí về những điều chưa bao giờ nghĩ tới trước khi đọc văn học. Xóa bỏ ranh giới giữa độc giả và nhà văn. Độc giả thì suy nghĩ bằng những ngôn từ, hình tượng của nhà văn. Còn nhà văn thì phát biểu quan niệm, cảm nhận của mình nhờ những hoạt động tích cực của tâm hồn, trí tuệ độc giả. Đọc văn học cho phép độc giả có những cách cụ thể hóa khác nhau, diễn giải khác nhau về hình tượng trong tác phẩm. Tất cả những điều này làm cho thế giới hình tượng trở nên có tính chất mở, phát triển phong phú thêm liên quan từng trường hợp đọc. Chúng ta cùng giải quyết tiếp câu hỏi số 8 ở trang 69. Em hãy chỉ ra mối quan hệ giữa đoạn 5 và đoạn 6. Mối quan hệ đó làm rõ ý nghĩa gì của việc đọc văn? Chúng ta có thể thấy ở đây, trong mối quan hệ giữa đoạn 5 và đoạn 6 làm rõ ý nghĩa của nội dung đoạn trích, tập trung bàn về hai khái niệm, tác phẩm văn học và đọc văn học. Đó cũng là phần hướng dẫn cho câu hỏi cuối cùng của mục 3 nhỏ sau khi đọc. Chúng ta cùng chuyển sang mục 4, viết kết nối với đọc. Bài tập trang 69 có yêu cầu, đó chính là vì sao có thể nói, không ai có thể đọc tác phẩm một lần là xong. Hãy viết đoạn văn 7 đến 9 câu để trả lời câu hỏi đó. Chúng ta hãy chú ý đọc kỹ yêu cầu câu hỏi. Vấn đề được đưa ra đây đó chính là câu nói. Câu nói này để gợi lên ý nghĩa, nói về tầm quan trọng của việc đọc nhiều lần, đọc kỹ, hiểu kỹ khi mà tiếp cận với văn bản. Nhưng chúng ta cần phải thể hiện điều đó thông qua một đoạn văn theo đúng dung lượng. Cô đưa ra một đoạn văn tham khảo để các em có thể tự viết cho mình một đoạn văn liên quan đến câu hỏi này. Không ai có thể đọc tác phẩm một lần là xong, bởi lẽ ẩn sau mỗi tác phẩm văn học là những bài học đa tầng, có mối liên hệ đa dạng với nhiều mặt khác nhau của cuộc đời sống. Nó có thể được thể hiện một cách trực tiếp, nhưng cũng có thể được thể hiện một cách gián tiếp qua những câu chuyện, lời nói, những câu văn, câu thơ hay từng dấu câu được tác giả sử dụng. Đọc một lần, chúng ta có thể nắm khái quát được nội dung của tác phẩm, nhưng không một ai dám khẳng định mình hiểu sâu, hiểu kỹ từng chi tiết, dụng ý của tác giả ẩn sau những câu văn, câu thơ. Vì vậy, mà khi đọc một tác phẩm bất kỳ nào đó, chúng ta phải đọc nhiều lần, ngẫm nghĩ thật nhiều để cảm nhận được hết cái hay, cái thú vị ẩn sau mỗi tác phẩm. Từ đó, dần hình thành và bồi đắp nhân sinh quan, thế giới quan, hiểu hơn về chính mình và thế giới xung quanh. Như vậy, phần hướng dẫn đoạn văn tham khảo vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.